Thưa quý vị và các bạn, nằm ở vành đai phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp trước kia mang hình ảnh của đô thị vùng ven với hạ tầng cơ sở kém phát triển. Tuy nhiên, với vị trí chiến lược nằm ngay sát cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phía đông giáp quận Bình Thạnh, phía tây và bắc giáp quận 12, phía nam giáp quận Phú Nhuận và Tân Bình, Gò Vấp ngày nay đang khoác lên mình tấm áo mới qua từng cung đường và từng khu đô thị hiện đại. Đặc biệt, theo mô hình quy hoạch đô thị tới năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo hướng đa cực, trong đó Gò Vấp sẽ là một trong những quận trung tâm thuộc vùng lõi đô thị cùng với các quận khác như quận 1, quận 3, quận 4, quận 5 hay Phú Nhuận. Với tổng số dân đông thứ hai và tốc độ tăng dân số cơ học cao nhất thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp được xem là quận có tốc độ đô thị hóa cao. Do đó, để đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của các lĩnh vực, thời gian qua, quận Gò Vấp luôn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Các cửa ngõ như đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm và tuyến đường sắt Thống Nhất đều được nâng cấp, không gian đô thị và cảnh quan cũng được cải thiện trở nên văn minh, hiện đại hơn. Trong đó, nổi bật là cầu vượt ở các nút giao thông trọng điểm như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn hay nút giao ngã 6 Gò Vấp. Tương lai còn có tuyến đường metro và monorail ngang qua, không chỉ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông mà còn tác động lớn đến sự thông thương, tạo đà phát triển kinh tế khu vực. Cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, các không gian xanh rộng lớn hiện hữu như công viên Gia Định, công viên Làng Hoa kết hợp chuỗi tiện ích thương mại dịch vụ, giải trí, y tế, giáo dục đồng bộ, Gò Vấp được đánh giá cao về tiềm năng phát triển nói chung cũng như giá trị bất động sản nói riêng. Đặc biệt, trong sự chuyển mình của Gò Vấp, không thể không kể đến sự xuất hiện của những khu dân cư cao cấp làm thay đổi diện mạo đô thị cũng như giúp cho thị trường bất động sản phát triển sôi động thời gian qua. Nhắc đến tiềm năng đầu tư bất động sản, các nhà đầu tư thường nhắm đến những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng giao thông phát triển hoặc có định hướng quy hoạch đô thị bài bản. Đây là những yếu tố tạo đà thúc đẩy giao thương, nhu cầu sử dụng các loại hình dịch vụ, giải trí cũng tăng theo. Nhờ đó không chỉ giá trị bất động sản tăng trưởng theo thời gian, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư cho thuê hấp dẫn. Song song đó, những khu vực phát triển sầm uất, dân cư văn minh và an toàn cũng là sự lựa chọn của những khách hàng có nhu cầu mua để ở. Và trong bối cảnh dịch bệnh như vừa qua, sự an toàn của môi trường sống đã trở thành nhu cầu bức thiết. Trong đó, những khu dân cư với số lượng nhà thấp tầng chiếm đa số, nhiều cây xanh tương đối tách biệt đã giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Quý vị thân mến, nắm bắt lợi thế đòn bẩy về hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư kết hợp ưu thế về quỹ đất và vị trí đắc địa. Thị trường bất động sản Gò Vấp đã đón nhận làn sóng đầu tư và giao dịch ngày càng mạnh mẽ. Trong số những dự án được đầu tư bài bản, tọa lạc ở vị trí trung tâm, góp phần mang đến bức tranh khởi sắc cho Gò Vấp thì phải kể đến Cityland Park Hills. Dự án được vinh danh là khu đô thị cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2020. Bây giờ thì mời quý vị cùng với Thúy Quyên khám phá những ưu điểm vượt trội của dự án này nhé. Không chỉ được hưởng lợi thế cốt nền cao, hạn chế ngập so với các khu vực khác, Cityland Park Hill còn tọa lạc trên hai tuyến đường lớn sầm uất là Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, kết hợp tuyến đường chính nội khu, lộ giới 30m, giúp tạo ra vị thế khác biệt và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh, giao thương cho cả khu vực. Song song với tiện ích ngoại khu, những tiện ích nội khu đã và đang hoàn thiện cũng mang lại giá trị thẳng dư cho cư dân và khu đô thị. Quy mô 27 hectare, gần 900 nhà phố thương mại, biệt thự, gần 1.000 căn hộ chung cư, trung tâm hội nghị, thương mại, dịch vụ 13.000m2, trường học liên cấp quốc tế 10.000m2, bệnh viện đa khoa quốc tế 3.000m2, siêu thị Lotte 20.000m2, cùng chuỗi các trụ sở ngân hàng, doanh nghiệp và các cửa hàng dọc các tuyến đường trung tâm, giúp hình thành mạng lưới tiện ích phong phú, phục vụ tối đa nhu cầu tận hưởng cuộc sống tiện nghi của cư dân trong và ngoài khu đô thị. Trong đó, nổi bật nhất là quảng trường Hòa Bình, rộng 15.000m2, quy mô hiện đại đã đi vào hoạt động, với công viên nhạc nước trở thành tiêu điểm giải trí không thể bỏ qua của người dân Gò Vấp nói riêng và thành phố nói chung. Thật ấn tượng phải không thưa quý vị? Được đánh giá là dự án bất động sản cao cấp quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc, Tây Bắc thành phố,
Cityland Park Hills không chỉ hướng đến việc cung cấp tiện ích cho hơn 9.000 cư dân nội khu, mà còn được đầu tư cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng thú vị. Và bên cạnh việc mang đến những tiện ích đa dạng và cao cấp cho các khu dân cư mang thương hiệu Cityland, chủ đầu tư cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng tại những nơi này. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua, Cityland đã phối hợp với câu lạc bộ thị trường tổ chức chương trình đưa thực phẩm bình ổn đến các khu dân cư bị phong tỏa trên toàn thành phố và phục vụ cư dân tại các khu dân cư Cityland trong thời gian giãn cách xã hội. Mặt khác, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi cũng được tổ chức tại quảng trường trung tâm nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho cư dân và người dân trong khu vực. Hiện tại Thúy Quyên đang có mặt tại tuyến đường trung tâm của khu đô thị Cityland Park Hill. Từ đây thì chúng ta có thể cảm nhận rõ được sự nhộn nhịp với sự hiện diện của những thương hiệu lớn quen thuộc nối dài từ đường Phan Văn Trị ra đến đường Nguyễn Văn Lượng. Thưa quý vị, với tất cả những gì mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy Cityland Park Hills được phát triển theo mô hình của một xã hội thu nhỏ, nơi mà cộng đồng cư dân văn minh được trải nghiệm cuộc sống tiện nghi và hài hòa. Để có thể hiểu hơn về tâm huyết của chủ đầu tư cũng như định hướng trong thời gian tới, xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Võ Hoàng Hiển, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland. Để có được những sản phẩm bất động sản mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Cityland đã dành nhiều tâm huyết từ giai đoạn quy hoạch, chọn phong cách kiến trúc đến việc hoạch định các tiện ích xứng tầm với đối tượng khách hàng và quy mô của các khu đô thị. Với những dự án mang thương hiệu Cityland như Cityland Park Hills quy mô 27 ha, Cityland Center Hills, Cityland Garden Hills ở các vị trí trung tâm của một quận có tốc độ đô thị hóa cao và phát triển sôi động như Gò Vấp, chúng tôi không chỉ tự hào đã kiến tạo nơi an cư lý tưởng cho các khách hàng, mang đến cơ hội đầu tư sinh lợi tốt cũng như tạo ra không gian giao thương sầm uất cho khu vực, mà còn vinh dự góp phần vào sự chuyển mình đầy ấn tượng về diện mạo đô thị của Gò Vấp nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong hơn 10 năm qua. Tất cả những điều đó đã trở thành động lực để Cityland tiếp tục phát triển loạt dự án quy mô lớn tại thủ đô Hà Nội, thành phố Phú Quốc cũng như nhiều địa phương khác, với cam kết luôn mang đến sản phẩm chất lượng, tiện ích xứng tầm và giá trị đầu tư hấp dẫn nhất cho tất cả các khách hàng của mình. Quý vị thân mến, trong khoảng 10 năm trở lại đây có thể dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt từng ngày của quận Gò Vấp. Trong đó, sự nâng cấp về hạ tầng và sự hiện diện của các dự án bất động sản chất lượng đã góp phần đáng kể vào việc biến khu vùng ven ngày nào trở thành một trong những quận có tốc độ phát triển nhất nhì ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc người dân đổ về Gò Vấp an cư ở những khu đô thị xứng tầm như là Cityland Park Hills cũng như việc các nhà đầu tư đẩy mạnh tham gia vào thị trường bất động sản nơi đây thực sự đã góp phần đưa quận Gò Vấp ngày một bừng sáng.